Thưa quý vị, chiều nay ngày 27 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 38, đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành các kế hoạch công tác đề ra, nổi bật là tổ chức thành công kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh để kịp thời triển khai các chỉ đạo của Trung ương, tháo gỡ các vướng mắc trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội tại địa phương theo thẩm quyền. Cùng với đó, tổ chức thực hiện 4 cuộc giám sát, khảo sát. Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận thống nhất một số nội dung chương trình hoạt động tháng 9, trọng tâm là đẩy nhanh việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, đảm bảo tiến độ và chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp tục bám vào chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh để thực hiện rà soát, triển khai các cơ chế chính sách, tập trung giám sát, triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, đặc biệt là nghị quyết về xóa nhà tạm cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Chúng ta phải triển khai cho đảm bảo cái tiến độ, mục tiêu trong nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết 50 là tới tháng 9 là chúng ta phải xóa xong. Nhưng mà trên tinh thần chỉ đạo tới tháng 6 năm 2025 là chúng ta phải xong để thực hiện cái nhiệm vụ này. Thế thì trách nhiệm của hội đồng ban hành những nghị quyết này, chúng ta vừa phải tuyên truyền nhưng mà vừa phải giám sát để tổ chức thực hiện sao cho tốt, và xem các cái giải pháp để triển khai thực hiện đối với từng địa bàn như thế nào, cũng cần phải có sự quan tâm khảo sát, giám sát để đánh giá. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chuẩn bị tốt cho kỳ họp cuối năm, theo dõi kiến nghị của cử tri, đôn đốc việc trả lời, giải quyết kịp thời đơn thư của công dân.